Dạ vâng, xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio âm thanh số. Trong video ngày hôm nay thì bên chúng em đang test một đơn hàng trước khi gửi hàng đi về thành phố Hải Dương cho anh Hùng, một vị khách rất là đặc biệt, người anh cũng như một người bạn, và hôm nay chính thức là một người khách đã đặt hàng bên Zika chúng em. Với cấu hình anh đã chỉ định cho mình cặp loa CS99 này và bộ đẩy liên bang X7 DAC, và anh còn nâng cấp cái gói nâng cấp từ bộ mic khuyến mại lên thành bộ mic VK321, và tổng cho cấu hình này tính tất lên là 18.500.000 đồng, và bên Zika chúng em sẽ hỗ trợ cái gói nâng cấp mic là sẽ trừ đi 1.000.000 đồng cho cái bộ mic khuyến mại. Đây, cái bộ mic này là bộ mic khuyến mại, chúng em sẽ trừ cho 1.000.000 đồng và anh chỉ cần thêm 2.000.000 nữa thôi, cho nên là cái tổng thanh toán cho cấu hình này là 17.500.000 đồng, một cấu hình rất là VIP cho anh Hùng. Và cái cấu hình này cũng gây ra cái tranh cãi và mâu thuẫn rất nhiều các anh em, rằng là đôi CS99 này có hát được karaoke hay không và có nghe được nhạc mạnh hay không. Thì em xin khẳng định chắc chắn 100% là hát rất hay và nghe nhạc bạo lực rất tốt. Vì hệ thống bát của nó, đây là bát 40 công nghệ màng FB của hãng Pioneer, và nó là dòng gân vải tầm dầu và những gân sóng nó xếp rất mau đấy ạ. Công suất max lên được 700, và hệ thống trung kép của nó là hai con trung lớn này, cho lời ca tiếng hát cũng như chúng nghe giải cái giải mid rất là rõ và nét, lời ca tiếng hát ngọt ngào. Hệ thống chép thì được trang bị 3 chép, gồm phía giữa chính là con chép siêu chép hình chữ nhật, và hai bên là con chép giấy. Ở trên cái phiên bản này nó là cái màu gỗ tự nhiên, vỏ thùng rất dày dặn, chúng ta càng dùng càng lên màu. Nó mang một cái phong cách cách tân cổ điển, nó tạo cho chúng ta có được một cái cảm quan bên ngoài nhìn nó kiểu rất là tri thức, nho nhã, nho giáo. Chúng ta trong một cái không gian phòng khách của chúng ta mà nó sẽ toàn bộ là đồ nội thất kiểu châu Á, Đông Á chúng ta, và nhiều đồ gỗ, sập vụ tủ chè hay là những cái kệ tivi màu gỗ, thì cặp loa này nó sẽ tương đồng với cái đồ nội thất chúng ta như vậy. Bên này là cái tấm mễ căng đấy, tấm mễ căng của nó cũng làm rất tỉ mỉ và chi tiết. Ở phía bên trong là tấm lụa xanh, cái phiên bản lụa xanh là phiên bản của năm mới nhất năm nay, năm 2021. Và bên ngoài là những cái xương cá, những cái xương mắt cáo được chạm khắc cũng như là làm rất tỉ mỉ, tăng thêm cái độ chi tiết và cái nhìn nó có hồn cho cái cặp loa này. Các bạn nhìn bên này, em bỏ cái căng ra đây. Đấy. Và rồi, không thể thiếu được bộ thiết bị đáng tiền này, đó là con đẩy X7 DAC. Trên con đẩy này thì nó được tích hợp rất nhiều công nghệ và dùng dễ dùng, cực kỳ dễ dùng luôn. Nó chỉ có những cái chiết áp cơ bản, nhưng nó lại có rất nhiều những tính năng ẩn ở bên trong của chúng ta. Dùng thì nó sẽ tự động kích hoạt lên. Ví dụ như đây, tính năng ẩn của cái con X7 DAC là nó sẽ có thêm tính năng reverb thông minh, và tính năng ẩn nữa là tính năng chống hú, cắt feedback tự động. Và đây là chiết áp volume to nhỏ, và bên này cũng là chiết áp volume to nhỏ của mic bên này và nhạc bên này. Còn tất cả các hiệu ứng cũng như chỉnh các tính năng như là tăng bass, giảm bass, tăng chép, giảm chép, tăng trung, giảm trung, hay cân bằng phải trái, thì nó sẽ nằm ở hướng bên này là music control, và bên này là mic tone, chúng ta sẽ tinh chỉnh. Còn bên phần bên này nó hơi phức tạp hơn chút, nhưng mà chúng ta về cái cơ bản chúng ta sẽ nắm được như là delay, repeat. Repeat là gì và delay là gì thì em xin giải thích luôn. Repeat là cái nhại nhiều hay nhại ít, có nhái lại cái câu từ đầu tiên đấy. Còn cái khoảng delay là cái khoảng thời gian giữa cái điểm xuất phát của từ nhại cho đến cái ngược quay lại là bao nhiêu thời gian, nhanh hay chậm thì sẽ ở đây. Đấy, nhại nhanh hay nhại chậm, và nhại nhiều nhại ít nằm ở repeat, và nhại nhanh hay nhại chậm là delay. Còn trên này là echo. Cái echo nó sẽ là cái vang vọng để chúng ta cho cái độ vang nhiều, vang ít, để nó quyện với cái nhạc, nó khớp nhạc, hát nó không bị chênh phô hơn, và người cột hơi yếu và cái mức hát trung bình nó sẽ dễ hát hơn, sẽ tăng nhiều echo. Công suất của X7 DAC nó lên đến 1000W một kênh, và nó có 4 cửa ra. Các anh em yên tâm là em đã test những cái bài test, những cái bài toán khó, test 2 cặp Pioneer CS99 trên con này vẫn đánh thoải mái, hát thoải mái, không hề sụt công suất. Và trên cấu hình này anh đã nâng cấp cái bộ mic của anh từ bộ mic 777 là mã, nâng cấp lên bộ mic VK321, và anh cắt thêm 2.000.000 đồng nữa. Và bộ combo này rất hợp lý, phải không các anh em ạ? Đã được khuyến mại, đã được giảm tiền, lại còn được nâng cấp mic. Và đây là cái bộ combo chúng ta có thể đánh với nhiều không gian, nhiều cái nhạc nền khác nhau. Em sẽ tăng volume lên để các anh nghe nhạc nhé. Hôm nay thì em sẽ không hát nữa, em sẽ tăng nhạc lên để các anh nghe nhạc thôi. Đối với những dòng nghe mà loa mà nghe nhạc mạnh, bạo lực, tiết tấu nhanh rồi thì cái điều hát karaoke là chuyện bình thường.
kiếp nhân sinh chỉ làm cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai sang khó, mai sau kiếm con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi tay trang. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không gánh ghét hận thù, chẳng dám dối lòng lừa vì kiếp người sẽ bôi qua. Người ơi hãy nhớ tính thiện hơn, đời như toàn mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao ngày mê thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi lìa xa nhân thế không lo lắng ô buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần gian. Dạ vâng, với ca khúc Cát bụi cuộc đời vừa rồi thì em cũng test cái khả năng trình diễn karaoke của cặp C99 này. Bát 40 gần bài tầm dầu kết hợp với X7 DAC và một bộ mic rất xuất sắc, đó là VK321 này. Với cấu hình như thế này thì các anh em có thể thỏa sức hát karaoke, thỏa sức nghe nhạc tất cả các dòng nhạc, và hát cũng hát tất cả những dòng nhạc giai điệu khác nhau nhé. Và sau đây em cũng xin được khép lại video ở đây. Xin cảm ơn rất là nhiều, xin cảm ơn khách hàng rất đặc biệt ở Hải Dương và toàn thể các anh em ở mọi miền Tổ quốc đã đồng hành ủng hộ, tin yêu, mến mộ, dành những đơn hàng, dành những tình cảm cho bên Zika chúng em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.